Dũng Cụ 24 xin chào cả nhà, đã quay trở lại với Dũng Cụ 24 trong cái video ngày hôm nay. Thì cũng như những cái video kia là giới thiệu Dũng Cụ làm vườn, thì lay quay sang vẫn giới thiệu lại một số mẫu của những cái dụng cụ làm vườn Nhật Bản. Thì hôm nay là một cái video ngắn hơn và có một cái chương trình khuyến mãi rất là hấp dẫn, cả nhà nhớ xem. Và nếu mà chúng ta thích ngay thì chốt ngay trong cái dịp này, thì cũng gần Tết nè, chúng ta sẽ mua nhiều công cụ sắm mới. Nếu mà công cụ chúng ta nó cũ quá hoặc công cụ chúng ta nó không được ngon, không được như ý muốn, thì giờ mua cái mới ha. Đó thì trong cái này là một cái combo rất là hấp dẫn và số lượng nó cũng khá là ít, không có nhiều ha. Cả nhà đón xem. Mà bây giờ thì Sang có cái là giới thiệu lại cái thương hiệu, đó là cái thương hiệu Tubota. Ở đây Sang có ba cái mẫu kéo của Tubota, thật ra là ba cái kéo thôi chứ không phải là ba mẫu, nó chỉ có hai mẫu. Cái này là nó ngắn dài thôi, này là hai mẫu của thương hiệu Tubota. Đây là cái cuốn catalog của hãng nó gửi mình, catalog ha của hãng Tubota. Đây Tubota thì trong cái cuốn catalog này chúng ta sẽ vô là chúng ta gặp ngay cái kéo mẫu A liền. Đó, đây nè, nó nè, đó, 3133 ha, cái mẫu đầu tiên. Thì những cái mẫu kéo này là họ được làm từ thép Yasugi, à, gọi là thép xanh đó. Đây thì một trong những cái dòng kéo mà trong cuốn catalog này là hiện tại là đa số các nhà máy bây giờ nó sản xuất những cái mẫu kéo thủ công này rất là ít, rất là ít. Nó càng như là nó cắt giảm bớt, tại vì thứ nhất là mất thời gian rất là nhiều, à, mất thời gian nhiều và cái giá thành nó cao, à, và cũng không có nhiều thợ lành nghề như xưa để làm nữa. Bây giờ những cái mẫu kéo này mà để đặt á, là họ không có làm rồi cả nhà. Nếu mà làm á rất là lâu và phải số lượng, ví dụ là từ 100 ngoài cái trở lên đó thì ngoài ra họ mới làm, chứ mà 50-60 cái thì không làm. Mà 50-60 cái như ở đây thì mình không thể nào có khả năng mà để bán tới, nhập một số lượng 50-60 cái một lần để bán đó. Cho nên là cái mẫu kéo này là dường như là khó đặt hàng. Ừ. Ở đây hiện tại Sang còn có cái duy nhất một, à, cái duy nhất một mẫu A nha, rất là nặng tay đó, thì nhìn vô là y chang nhau ha, y chang nhau đó. Thì sắp tới thì Sang đang chuẩn bị về thêm cái mẫu nữa là thép không rỉ. À thì những cái mẫu kéo này cả nhà sẽ thấy ở trong hàng bãi rồi đó, à, sẽ thỉnh thoảng gặp ngay mẫu kéo này nè, hàng xịn Nhật quá, gặp là mua liền ha, nhưng mà giá tốt chút nha. À, hiện tại là Sang về chuẩn bị về cái mẫu này, à, mẫu 3153 này là thép không rỉ, cái cán màu trắng, cái này là cán màu đen này, cái phần màu đen này là thép đen, cái này thép không rỉ nè. Đó, thép đen này thì thật ra thì cái hãng Onotetsu cái mẫu kéo nó đẹp hơn, mẫu kéo đẹp hơn cái mẫu này, cho nên là mình chỉ nhập cái thép trắng thôi, thép trắng Onotetsu không có, cho nên là sẽ nhập cái Tubota này, thép 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 không rỉ, thép trắng, còn mẫu này thì không có. Đó, à, quay giới thiệu sơ cho cả nhà biết luôn. À, đây là một hàng chính hiệu ha, hàng đúng hàng thương hiệu Nhật ha. Nhiều khi tại vì cái này đó là nhiều khi anh em mới chưa biết đến kênh, và khi mà xem vô tình xem thì cũng có cái phát sinh nghi ngờ, không biết là hàng này nó có bán hàng đúng hàng Nhật không. Thì cũng đã nhiều anh em cũng đã mua và cũng đã đến ngay tại chỗ mình mua rồi, nên là cứ yên tâm ha. Ngay cả có những anh mà từ xa mình thấy mấy chục cái trăm cây số cũng chạy xuống và mua hàng. Rồi thì hôm nay Sơn giới thiệu hai cái mẫu kéo này với giá combo rất là hấp dẫn. Sơn bán combo nha, combo và số lượng mỗi combo là nó được 5 combo, tức là trong này là 10 combo. Cả nhà chốt ngay nếu mà thích. Đây, đó là cái mẫu 2008 và 2009 nè. Thấy không? 2008, 2009. Đó. Hai cái thằng này là hai cái loại thép nó khác nhau một tí xíu. À, cái loại này cũng là thép Yasugi nhưng mà là thép thép nó xịn hơn tí xíu, tức là nó mắc tiền hơn tí nha, nó không nhiều lắm, mắc tiền hơn vài chục ngàn gì đó mẫu này, à, với mẫu này nè. Mà cho nên mình sang bán cái những cái mẫu này, à, và những cái mẫu này hiện tại thì đang bán cái hai mẫu này. Tại sao cái mẫu này nó sang không không lấy về nè, à, có những cái mẫu này nè, là thứ nhất là ở Mikiso nó có cái mẫu đẹp hơn, làm chỉnh chu và đẹp mắt hơn cái bên đây, à, đẹp hơn. Cái chất thép thì chưa biết thằng nào hơn nào, nhưng mà cái mẫu nó đẹp hơn nè, à, tán đồng, à, nhìn rất là mướt mắt. À, và cái giá thành của thằng này nó nhỉnh hơn cái thằng này, à, nhỉnh hơn, đẹp hơn và nhỉnh hơn này nữa, cho nên là mình chọn theo mẫu kéo để mình bán, chứ mình không bán hết 100% của những cái mẫu thằng này. À, chỉ nhập một số cái mẫu mà thằng này nó không có, hoặc là giá thành nó cao hơn thì mình sẽ chuyển qua cái này. Đó. Rồi, à, đây là cái mẫu 2008 nè, 2009 nè, đây xem mở ra 2008, 2008 là dài 210 mm ha, 210 mm, à.
nó sẽ để một cái bao bì rất là đẹp và có một cái túi như thế này. Trên kéo nó sẽ dập cái thương hiệu và cái nguyên liệu thép, cái dòng chữ là thép thép Yasugi nha. Ở đây nó sẽ dập chữ Made in Japan ở bên này. Đó là cái dòng này là kéo tỉa, kéo này nó sẽ không có cắt cành lớn được nha anh em. Nếu mà anh em muốn cắt cành lớn thì nó sẽ sử dụng cái mẫu kéo này. À, mẫu kéo này tức là lớn hơn tí thôi chứ không phải là cành bự nha. À, tức là cái này nó tỉa những cái chi, những cái chòi lá, còn này nó sẽ tỉa hơn cái dưới cái góc chòi chẳng hạn, nó bự hơn, nó cứng cáp hơn tí. Đây thì khi mà khép lại cái lưỡi kéo nè, chúng ta sẽ thấy nó chéo nhau thấy không, và trên catalog nó cũng chéo nhau thế này. À, để anh em hình dung ra là cái mẫu kéo người ta làm là nó đúng chuẩn nha, nó sẽ chéo ngang. Cái này thì kích thước 210, cái này thì kích thước nó là 180, 180. À, y chang như trên cái catalog. À, mẫu này thì cái kéo này á giá niêm yết rất là gọi là rất là cạnh tranh luôn, là giá 550.000, 550.000 cái nhà, 550. Cái mẫu này là 525 ngắn hơn. Rồi với cả nhà hôm nay mua cái combo sẽ bán combo khuyến mãi ha, và nếu mà hết thì thôi không còn, tại vì đợt này nhập về là tới qua năm sang năm mới mới nhập nữa, hiện tại là nó chỉ còn có vài cái, thì sang chia ra 5 combo đây, 5 combo này. Đã. Combo này sẽ gồm có là một cái kéo và một cái vòi, vòi tứ lan tứ vườn ha. Đã. Tứ hoa chống dập thép không rỉ luôn, cái này là inox nha, hai loại, tức là loại inox và loại thép không rỉ thì nó hết 500, còn này loại inox luôn không hết 500. Cái vòi này là 450.000. Cái kéo này là 550, tức là tổng cộng lại là 1 triệu. Combo khuyến mãi 599.000. Và mỗi áp dụng mỗi người chỉ mua được một combo thôi nha. Theo lý là chỉ áp dụng cho mỗi người mua một combo, tại vì có những anh em nó sẽ là mua để bán lại đó, họ bán lại cho nên là sẽ mất cơ hội cho những anh em khác. Combo này là một combo. Combo này cả nhà nhắn dùm sang combo 2008. Combo 2008. Combo 2009 nó cũng là một cái kéo này và một cái vòi này luôn. Thì combo này là cái kéo này là 525, cái vòi này 450 là nó 975. Combo này 559.000. Giá chưa phí vận chuyển nha cả nhà. Chuyển khoản sẽ được ship, còn ship code thì cả nhà trả phí ship. Phí ship thì nó rơi vào như cái này là rơi vào khoảng 30 mấy đến 40.000 một cái combo như thế này. Tại vì nó dài, gói nó sẽ nặng ký hơn tí. Đó, combo này combo 2008 nha cả nhà. Ủa, combo này 2009 chứ. Cái ngắn hơn là 2009, combo 2009. Combo 2008. Đó, mỗi cái là sẽ có 5 5 5 combo à, mỗi mã. Đó là cái combo kéo kéo tỉa. Kéo tỉa. Rồi, combo này chỉ có một combo nè. Combo này là cả nhà nếu mà hỏi lại mua là sẽ hơi bị lâu nha, dường như không có nữa đó. Tại vì cái mẫu này sang hỏi thì bên kia người ta từ chối đặt, tức là số lượng ít, chắc lẽ là họ số lượng ít quá họ không làm á. Tán đồng mẫu này thì nhìn nó không được mướt mướt mắt, nhưng mà nó là hàng xịn chứ chị mới ghê. Thép Yasugi á, cán mẫu chữ A, kích thước của nó 200 mm, tán này tán đồng. Cây này á, là 1.450.000. Rồi bây giờ sẽ bán combo. Combo gồm có một cái kéo kéo cắt cành và một cái kìm cạp của Mikiso, hôm kia giới thiệu rồi đó ha. Hôm kia giới thiệu là mua một cái kìm cạp nè, hoặc là một cái kéo tỉa như thế này nè, sẽ được tặng một cái lưỡi, một cái dao ghép đó. Thì hôm nay có một combo duy nhất, đó là một cái kéo kéo cắt cành và một cái kìm cạp của Mikiso cặp xéo. Thì cặp xéo nè, Made in Japan, thương hiệu Mikiso. À, lúc nào cái tán của nó sẽ cũng là gời cái như thế này nha cả nhà. À. Tại vì sao nó gời cái nhà biết không? Tức là người ta sẽ trừ hao cho cả nhà khi mà sử dụng mài lại. Tức là khi mình cắt này là có ngày một ngày nào đó nó sẽ bị mẻ ha, hoặc là nó bị nhăm cùn gì đó. Chúng ta mài thì mài đến khi nào mà cái má này nó chạm vào cái cốt này. Đó là lúc cái này đã đi vào về cái gọi là nghỉ hưu ha, nghỉ hưu. Đó. Người ta cho giới hạn mình như đó, mày 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 khi nào mà nó đụng thì rồi hết xài nữa. Cho nên là khi mà cái nhà lưu ý là khi mua hàng bãi cũng vậy, hàng bãi cũng vậy,
nếu mà nhìn cái kéo này, nhìn cái chốt này với cái má ở đây mà nó đã sát với cái chốt này rồi thì cái kéo đó là chúng ta hạn chế mua, tại vì có thể là xài một thời gian nữa là nó sẽ không còn mài lại được nữa, mài lại thì nó không có ngon nữa, tại vì cái phần thép người ta đã tính toán, người ta đã làm hết cái phần lưỡi này bao nhiêu rồi, mài lại thì nó sẽ dạng như nó thép nó mềm đi đó. Rồi combo này cả nhà nhắn giùm sang cái combo kéo cắt cành Tubota, combo kéo cắt cành Tubota 1.450.000 với 1.155.000, cái này là 1.155.000 giá bán lẻ ha cả nhà. Vẫn áp dụng cho cả nhà mua một cái riêng này nha, mua riêng một cái kìm cạp này vẫn tặng một cái dao ghép, vẫn áp dụng. Còn cái này là combo này là tổng lại là 2.605.000, giá khuyến mãi là 1.300.000 và chỉ có một combo duy nhất thôi, 1.300.000 combo kéo cái cành Tubota. Rồi đó là combo kéo ha. Thì cái kéo mình sẵn đây giới thiệu lại, kéo tỉa Miniso rất là đẹp xịn sò, bên chúng tôi muốn bán với cái giá rất là hấp dẫn, gọi là giá cạnh tranh dữ lắm luôn cả nhà, tại vì bên mình bán thứ nhất là mình muốn cho cả nhà tiếp cận hơn những sản phẩm tốt hơn, thì mình nhập với số nhiều hơn, nhập với số nhiều nó sẽ đắt lên, nó sẽ rẻ hơn so với anh em người ta nhập lẻ. Ví dụ người ta nhập lẻ mỗi cái mã là chục cây hoặc là 20 cây là maximum rồi, và cái giá nó sẽ đội lên, tại vì khi mà nhập vậy sẽ không có nhập được trực tiếp với đến tận xưởng, thì tặng cái công ty luôn thì nó sẽ giá nó sẽ cao hơn, nó phải qua một trung gian nhiều cái công ty thì nó sẽ cao hơn, còn cái này là mình nhập với cái tặng luôn cho nên là giá nó tốt hơn. Đây nhìn cận lại. Tán đồng rất là đẹp. Cái kích thước của nó là 200 mm nha cả nhà, 200 mm. Rồi, i5, kéo i5 giá vẫn như cũ nha cả nhà. Giá cũ là như là 500 517.000 á, 517 518 gì đó. Giá rất là tốt. Rồi đó là cái phần kéo và phần kéo ha, thì hôm nay thì có phần kéo rồi, sẽ có cái phần cưa. Cưa thì ở đây là sẽ có cái phiến mãi cưa Yamakichi hay là Kanso, Kansai, thương hiệu Kansai Yamakichi, cưa là tên là Yamakichi, cái tên thương hiệu cái cưa, hãng là hãng Kansai đây nè, Showmaster là cái này nè. Thương hiệu Showmaster là Showmaster. Cái logo này nè, những cái sản phẩm mà nó có cái logo này rất là xịn, nói chung là chất lượng cao. Cái logo này là cái logo chứng nhận của thành phố Miki, ở thành phố Miki, tức là những cái công ty này nó nằm ở thành phố Miki, một trong những cái thành phố mà chuyên về công cụ dụng cụ của Nhật Bản á. Đây là cái catalog của hãng Showmaster của Kansai á, Kansai. Đây là những cái dòng cưa của hãng Kansai ha. Thì đây nè, cái cưa sang để giới thiệu đây, thương hiệu Yamakichi nè, thấy không? Có lưỡi thai nhưng mà hiện tại mình chưa nhập lưỡi, qua năm sau có về, nên em cứ mua thoải mái, sẽ có lưỡi thai, lưỡi bề ngang nó chỉ có 19 ly thôi, 9 ly, chiều dài là 240, 240, cưa ngách rất là ngon, cầm cái cảm giác rất là thoải mái khi cưa. Yamakichi, Made in Japan, rất là bén nha cả nhà, cắt cái này nó cảm giác rất là, gọi là nó ngọt ngọt tai lắm. Thì cái cây này giá của nó cưa Yamakichi giá là 460.000, mã đặt hàng cả nhà nhắn dùm sang cái mã là SE8251, SE8251, để trong một cái vỏ dắt thắt lưng rất là dày ha, rất là dày, cán cao su, và khi mà sử dụng đến một lúc nào đó nó lưỡi nó mòn thì chúng ta chỉ cần đơn giản là chúng ta gõ như này, gõ cho nó nhích ra để thay cái lưỡi mới ha. Cái cán này chúng ta có thể sử dụng gắn cái cưa, lưỡi cưa làm mọc vô vẫn được, những cái lưỡi cưa như của hãng Zexo đó gắn vô đây vẫn được luôn ha cả nhà, gắn vô được hết, gõ gõ hoặc là nó sẽ đi ra, vỏ rất là dày nha. 460.000 cho cái sản phẩm này, và khi cả nhà mua trong cái video ngày hôm nay, video ngày hôm nay thì sẽ được tặng một cái dao gọt giấy Onfa 227B,
B. À, lưỡi này là lưỡi bisless, một trong những cái dòng lưỡi rất là mắc tiền ha. Lưỡi mười mấy ngàn một cái lưỡi như thế này đó, mười mấy ngàn, 18 ngàn gì đó một cái lưỡi. Nó bén rất là lâu, độ cứng cao á. À, này dùng thế này. Giá bán của cái này là 225 ngàn, 225 ngàn. À, mã đặt hàng của nó là 227B, 225. À, cầm rất là chắc tay. Mẫu này thì là gọi là mẫu khóa tự động á, là khi mà ta đưa ra thì nó sẽ cố định giữ yên, thay vì cái núm núm vặn thì nó cứ tuột ra tuột vô, cái này nó giữ yên. Mua một cái cưa tặng một cái dao gọt giấy. À, một cái dao giấy cưa nè, và dao gọt giấy này nó đều áp dụng được làm vườn được luôn. À, có những anh em người ta không có xài cái loại dao rép đâu, người ta xài cái loại dao gọt giấy này nè, để người ta gọt. À, gọt cái mặt gọt thẹo đã, sử dụng dao gọt giấy cũng rất là ngon, thay nó dễ dàng cái gì chân á, mua lưỡi nó cũng dễ, thay lưỡi nó cũng nhanh. Rồi, mua một cây cưa tặng một cái dao gọt giấy, hoặc nếu mà không lấy dao gọt giấy, đối với combo này nha, đối với combo này nếu mà không lấy dao gọt giấy sẽ được giảm 20%, 20%, giá 460 giảm 20% là tức là giảm 92 ngàn, giảm 92 ngàn đó, nếu không lấy dao. Còn lấy dao thì sẽ, còn muốn lấy dao thì nó sẽ ngợi hơn rất là nhiều ha, ngợi hơn nhiều nha, tại vì chủ yếu là bán để quảng cáo thôi, bán giới thiệu quảng cáo. Rồi, đó là cái combo cưa, combo cưa. Ngoài ra thì sang giới thiệu thêm lại ha, hôm qua kia kìa gì đó đã giới thiệu rồi, cái nhà có mua thì mua. À, cái phần lưỡi cắt cỏ của hãng Showmaster của Kansai đó, thương hiệu Showmaster, cái này hôm kia đã giới thiệu rồi ha. Anh em nào chưa xem mà hôm nay xem thì có thể chốt ngay một cái lưỡi cưa, ở một cái lưỡi cắt cỏ. Nó sẽ có hai size, size màu xanh này là size 305 mm này cả nhà. Đây, nó có trong catalog đàng hoàng ha, hàng chính hãng chứ không phải là hàng hàng Trung Quốc hay là hàng gì đó mà mình nói hàng Nhật. Đây, nó có rất là nhiều mẫu này cả nhà ơi, nhưng mà những cái mẫu này nói chung là hiện tại nó không có thông dụng ở mình, là cái chỗ là nó giá thành nó cao á, giá thành nó cao hơn so với hàng Trung Quốc, giá nó chắc là mình nghĩ hiện tại nó gấp đôi, hơn gấp đôi á, hơn gấp đôi, nên là những cái mẫu này không có đa dạng được, chỉ nhập chủ yếu là cái này là nó phổ thông, nó xài nhiều nè, em xài nhiều. Ừ, nhập cái mẫu này, cái chứ nó còn rất là nhiều mẫu luôn nè. À, thương hiệu cưa đàng hoàng có trong cái catalog ha. Rồi, những cái lưỡi cắt cỏ hợp kim, lưỡi cắt cỏ nhựa, những cái mẫu này thì chưa, mẫu này chắc năm sau chắc nó làm, à làm từ từ, nhưng mà chỉ một vài mẫu thôi, nên nó rất là mắc tiền so với cái giá thành thu nhập của mình. Đây, cái nào mà ứng dụng được nên có thể mua được thì mình mới nhập thôi, còn những cái mẫu này nó đắt tiền lắm. À, ở đây sẵn đây xin sang giới thiệu sang nói luôn là cái sản phẩm này có thể cung cấp cho những quý công ty có làm công cái kiển công trình, cái kiển rồi đó, dân dụng thì có sức hóa đơn, có đầy đủ hết ha. Rồi, cái mã này khi cả nhà nhắn dùm sang cái mã là lưỡi cưa, lưỡi lưỡi cắt cỏ 305 mm, 305 mm, có bán một lưỡi riêng hoặc là một vỉ ha. Còn lại combo cuối cùng mà xin giới thiệu ở đây là combo này sẽ hiện tại còn mỗi loại là nó 3 cây. À, đây hai mẫu này, hai mẫu này thì nó nói chung là cắt cành thì nó không được ngon lắm, không được ngon lắm, tại vì cái này nó chuyên về cái gì, cái làm mộc nè, cái này là cắt tre nè, cái này cắt tre ngon à. À, cái này làm mộc thì nói chung là cắt đã, nó cưa thì cắt cái gì cũng được, nhưng mà nó cắt nó không được gọi là ngon lắm, nó không ngọt đó, nó không có nhanh. Thì nếu mà cắt đúng cái của nó thì nó mới nhanh, ví dụ như cắt tre, ví dụ như cắt gỗ mà làm mộc, gỗ khô à, thì nó sẽ ngon hơn. Cho nên là sẽ có cái khuyến mãi mua một cái cưa này tặng một cái lưỡi này, cái lưỡi này là cái lưỡi cắt cây tươi. À, cắt nhánh, cắt cành tươi, nó sẽ khác hơn tí, cắt nó nhanh, nó ngọt hơn. Cái này là dùng để thay cho 0677 nè, cái mã của nó là 0678. À, giá của cái lưỡi này bán riêng là 0678 nha cả nhà, nếu mà mua mã đặt hàng là INK0678. À, giá của nó là 220 ngàn, và khi cả nhà mua lưỡi này có thể thay được cho cưa Ishinoko nè, cưa mà Silky nè, nó thay được ha. Đó, có một vài dòng cưa vẫn thay được, hoặc là cưa Bakuma nè. Đó, những cái thương hiệu đó là thay được hết cho cái
loại lưỡi này luôn ha. Interben chiều dài 210 mm, mã đặt hàng của nó INK0678. Rồi khi các nhà mua cái cây cưa này nè sẽ được tặng một lưỡi này 429.000, mã đặt hàng của nó cái mã này là INK0675. Còn cái mã này là 429.000 nha cả nhà. Còn cái mã này là INK0679. 0679 429.000 à. Thì tức ra mình lời một cái lưỡi cưa, thay vì mình sử dụng xong cái lưỡi này đi à, xong rồi thay lưỡi này vô rồi mai mốt cái lưỡi này nó cũ rồi, nó mụn lục rồi, mua lưỡi mới thay vô cái cưa. Cưa rất là bền, cán của nó không có bám bẩn, hạn chế bám bẩn, cho nên là mình sử dụng á, mình lau chùi đồ á, là nó rất là lâu. Rồi cái nhà đặt hàng thì xin nhắn giúp Sang ha. Sang cảm ơn và hẹn gặp anh em vào cái video kế. Chào tạm biệt cả nhà nha.